Hello và xin chào mấy anh em quay lại với kênh Việt Đen Gaming nha. Ok thì chuẩn bị cũng sắp sửa cập nhật cái phiên bản 9.5 rồi. Thì đây là những cái video cuối của phiên bản đấu trường chân lý mùa 9 nha. Đây là mình đang có cho một đội hình có thể đó là theo cái lối chơi đó là hư không nha. Mới vô hư không ở độ mình quá, mình đang có 4 con tướng hư không nè. 5 con chứ, thêm con Cassidy bên ngoài nữa là 5 nè. Nếu không mà 4 phù thủy thì ok thôi, thì mình bỏ vào kích hoạt 4 phù thủy nha. Thì hiện tại mình đang có con Red Side luôn rồi. Có thể ở đầu game và mid game con Red Side nó sẽ là đam chủ lực nha mọi người. Cào đúng rồi. Hơn một kép tướng, hơn quá trời như thế này thì phải win thôi. Thì cái lối chơi của hư không á, đầu game và mid game rất là mạnh nha mọi người. Nó sẽ tăng cái lượng sát thương cao lắm. Từ cái con trứng nó nở ra nữa đó, nó tạo hấp tung nữa. Nhưng là lợi thế lắm. Hơn, tính ra là hơn một kép luôn á. Đó. Đó. Nó random ra thêm được cái vô cực luôn nè. Thì trang bị chuẩn của con Red Side đó là huyết kiếm vô cực và quyền năng khổng lồ ha. Thì đã giót đồ à? À không, ổng đang đỡ bài đép thôi chứ ổng có cái lợi tức này. Lợi tức này cần tích lợi tức 7. Đó là tích 70 tiền á. Ok, giờ cái round đi chợ đầu tiên nè. Hiện tại mình đang top 1 nè mọi người. À, top 2 nhưng mà tính là top 1 rồi. Trăm máu, lấy cuối rồi. Bây giờ lấy con Red Side là đẹp nè, đúng không? Mình đâu có cần đồ đâu. Ủa không này. Đứa ngon. Con Red Side đúng phù hợp đội hình luôn. Tại vì mình đang có lỗi TF nữa. Nó sẽ random đồ. Rồi chắc mình up lên level 5 để mà mình giữ luôn chuỗi thắng 3 đi. Đó, bỏ vào kích hoạt thêm 2 đấu sĩ nha. Ionia có gì in. Trời ơi, con set nó 2 trang bị kìa. Win được hôm nay, win được không đây? Con set ổng 2 sao rồi. Hiện tại mình chỉ có một con Hamaya thì nó được 2 sao thôi. Thua rồi. Ê chà. Ôi, kết thúc mất cái chuỗi thắng 3 trận của mình rồi. Bây giờ này con Red Side nó mới lên 2 sao. Game hồi nãy mà nó lên 2 thì đẹp luôn. Này chơi tướng đội hình no shot hả? Rồi cào cào Red Side lên 2 rồi là nó cào phê lắm nha. Tí nữa mà nó đủ 3 trang bị nữa là thôi, nó gánh đội hình tốt luôn. Ok, cho gác lên luôn, bỏ cái cung vào, đợi tí nữa mình kích hoạt cái quyền năng. Hiện tại mình đang 96 máu và top 1 nè. Ông kia cũng mất zin giống mình rồi. Rồi thì hình như là cũng chuẩn bị update cái phiên bản 9.5 rồi đó mọi người. Mùa giải 9.5 mới này nó sẽ có thêm tướng, thay đổi một số ha. Nó vẫn này có thêm một hai cái tộc nữa. Thì ok, thì đến sau khi update thì mình cũng lên mấy clip về hệ tộc mới để cho mọi người xem nha. Cái lối chơi nào mà đang hot meta thì mình cũng đưa vô luôn để cho mọi người nắm được. Rồi, quyền năng. Chú can trường. Rồi, cứ đỡ vậy đi, cứ đỡ vậy đi. Mình cho con Bell Cod cái cuồng đao để tí nữa mình bỏ cho con Kai'Sa nha. Cây xa hoặc là con beo vẹt cũng được. À, nhiều nhà chơi Ionia vậy. Nãy ông kia Ionia, giờ ông này Ionia nè. Trời, trời. Đó, trời ơi. Thấy con Red Side chưa? 2 sao. Mới cái 2 trang bị mà nó cao kìa. Thử coi, này là tiếp tục lại là lõi vàng nha. Ron phát nè. Ron, tàn thư. Ok, để mình khui thử ra được ấn hư không không nha.
Ra ấn hư không là đẹp. Ui, hệt nước chấm. Thấy chưa? Tính ra đỏ đó mọi người. Rồi xong, sáu hư không. Sáu hư không bây giờ là có giống như là giai đoạn mid game của mình rồi, nhưng mà mới đầu game của mấy ông kia thôi. Sáu hư không này là đội hình hư không có con sứ giả khe nứt, nó gánh hơi bị ghê luôn. Đó. Cào. Trời ơi, ông này cũng tính chơi gì đây? Bốn can trường rồi hả? Tính chơi can trường rồi. À, đồ có thể chơi can trường với con alpha nè. Bài này cũng được. Đồ này bỏ cho alpha đó. Ui, thêm hai con chó gác nữa à. À, ông này chơi bóng đêm, thách đấu. Trời. Rồi bây giờ chỉ cần kiếm thêm con Kai'Sa với Bèo Vẹt nữa thôi là mình sẽ up lên con Baron nha. Thì đội hình mà 8 hư không thì con Baron thì nó mạnh thì thôi rồi. Đúng, đúng đẹp luôn. À, trời. Trời. Đó, mọi người thấy không? Mid game là con Red Side nó làm tốt nhiệm vụ của nó lắm. Kẹp thêm có con sứ giả cây nước này nữa, nó trâu và nó có hất tung nữa. Nó đầy cây nổ, nó sẽ lao tới hất tung luôn ha. Rồi thì cũng mọi người xem video của mình hiện tại trên kênh của mình á, mình thấy có khoảng 96% người xem trở lên là chưa có đăng ký kênh nha. Mọi người dành chút ít thời gian là đăng ký cái kênh mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Ê cha, lấy cái váy kích tầm thành người thiết kiếm luôn, đẹp có tướng bốn vàng nữa. Game này giống như độ mình quá. Chắc up cấp đi ha. Up cấp để mình giữ chuỗi chứ. Đó. Đúng rồi, up cấp mình lên để mình giữ chuỗi luôn. Hồi nãy mất chuỗi 3, bây giờ chuỗi 4 rồi. Chứ không bây giờ nãy mà mình win cái trận đó, mình đang có chuỗi tháng 8 rồi đó. Này chơi Ionia nữa. Bài Ionia dép game bây giờ không còn hiệu quả mấy đâu. Cạnh tranh nhau quá, con Zin bây giờ nó yếu rồi. Mày biết xài chưa? Ba đồ nó cao kìa. Cao. Trời ơi, 1k1. Nó cao một phát 1k1 đam. Đam nó 4k. Nó quá ghê gớm chưa. Con sứ giả không cũng đam được 2k mấy. Mình đang cố gắng lên level 8 sớm để kích hoạt 8 hư không. Bây giờ ông này chơi ghê này nha. Con Yasuo rồi. Ghê đó. Thách đấu bóng đêm. Con Gwen 3 đồ luôn. Rồi con Yasuo hình như cũng 3 đồ phải. Velcot. Hello, cái gì tí nữa mình bán lấy đồ cho Kai'Sa xong. Hiện tại đang thiếu được coi cái kiếm vô dưới găng bảo thạch nữa là đẹp. Kiếm súng găng bảo thạch đó là đủ đồ cho Kai'Sa. À, có một hồng vàng. Có một hồng vàng. Lên level 7 luôn rồi. Ui, có một cái mấy sao chép tướng lớn nha. Có thể tí nữa mình sẽ cho Bèo Vẹt hay là con Kai'Sa, tùy con nào lên trước. Rồi đã lên up lên level 7 rồi. Không biết có hy vọng nào mà lên con Bèo Vẹt đâu rồi. Cái chà, ông này lên Bèo Vẹt luôn rồi. Ghê ở nổ hả? Ông nổ 25 điểm kìa. Bàn bàn. Cào đi. Sao không phải cào trúng con Bèo Vẹt kia? Ui, con khủng long 25 điểm ghê vậy.
Thua rồi mọi người ơi. Con bé vẹt nó... Ủa chứ, tuyển hóa ổn định nè. Trời ơi, đúng luôn. Đúng game hư không độ luôn rồi đó. Game này mà không chơi hư không thì chơi cái gì nữa. Có luôn cái lõi Razy của con hư không luôn. À. Kiếm cây xa mà không ra nha mọi người. Thôi chắc để dành level 8 luôn đi. Lên 8 sớm nữa mình roll. Có ông này chơi gì vậy? Ra un ăn trường. Ồ, con Jerry kìa. Không biết mọi người có xem cái đội hình Jerry của mình chưa ha. Jerry 6 ra un bắn hơi bị ghê đó. Chỉ cần có hai bắn tỉa thôi. Nhưng mà nó kích hoạt nội tại lên bơm hơi bị ác luôn. Quét dàn sâu như nấm. Ồ. Năm sáu quốc luôn, mình cần lên cấp mà. Thôi. Để tạm vậy đi đã. Hiện tại đang thiếu Kai'Sa với Bellwether nữa là lên 8 hư không kết hợp Baron đó. Thì chơi hư không là mình cần lên 8 tại vì mình đã có một cái ấn rồi. Thì khả năng lên 8 rất là dễ. Sự kích hoạt Baron nó là mức tối thượng tối cao của hư không ha, kèm thêm có cái lõi tiến hóa ổn định nữa thôi chứ sức mạnh công kích tăng nữa nè, thì game này đối với mình là dễ luôn rồi. Ôi top 1 không biết lấy được cái gì đây. Cho gì lấy đó thôi, giờ sao. Lấy tướng nhiều tiền. Đồ cũng không quan trọng. Cái Santé ngon 5 tiền luôn, không ai lấy. Ê cha. 3 đấu sĩ, 3 phù thủy ta. Có cái xa rồi nè. Con Red Shine nữa. Chà. Ghê nè. Chơi giót đồ, bắn tỉa. Có luôn con Chitana. Ghê đó, ghê đó. Ui. Ghê mà con Kai'Sa 1 sao nó đá bay luôn con Chitana 4 sao bên kia. Hay. Thôi bạn ơi, đi bắn muối rồi. Ghê đó, level 5 full hết như vậy là cũng quá ghê rồi. Chơi Yasuo nè. Thách đấu bóng đêm. Thiếu hai con Red Sai nữa là lên Red Sai 3 rồi đó. Đâu có ai chơi đâu, có mình chơi thì nó cũng dễ mà. Rồi từ từ nó còn lên à. Cũng không nhất thiết phải để level 7 phải roll đúng không. Mình lên level 8 để có cơ hội mình lấy bao vẹt nữa. Giờ khiêm con bao vẹt nữa là kích hoạt 8 Baron rồi. Hiện tại đội hình của mình là cũng ngon rồi đó. 7 hư không, 4 can trường, 3 phù thủy, 2 đấu sĩ. À, xui quá có được 2 cái hòm à. Không ra luôn trời. Kiếm bèo vẹn nãy giờ khó vậy. Ơi, ghê nè. Ba con Kai'Sa nó ra chung một lượt.
bỏ con cho gas đi chứ đâu có cần thiết cho gas lên 3 đâu, lên 3 nó đâu có lợi ích bao nhiêu. Ồ, win dáng này nữa là mình bỏ con cài xa nữa vô là đẹp nè. Rồi không không thể tin được là nó quất một lúc 3 con cài xa luôn. Nổ game rồi, thôi ông này chơi VTuber gặp mình cút luôn à. Cút rồi, cút rồi. Trời. Đó. Ui. Xuất hiện thêm một con cây sa nữa luôn, ghê vậy. Cái này là tín hiệu từ vũ trụ thông báo là ván này mình sẽ có cây sa 3 sao. Đúng rồi. Đó, bây giờ chỉ cần kiếm thêm con mèo vẹt bỏ vô nữa là thôi chứ. Game này mình chơi. Ui. Ghê vậy, nhà Darius với con sờ qua này lên 3 sao mạnh vậy. Ui. Ghê nha, ghê nha. Nhà bên này dắt vàng ghê quá. Đang muốn lên con Kata nữa kìa. Ghê đó. Đang tính chứ bạn. Hay quá. Red Sai lên rồi. Đó. Bây giờ sao đây? Bây giờ Red Sai lên 3 đó. Cắn. Cắn. Chuẩn rồi. Ấy cha, ông này ông lên con Yasuo hai cái chém khắc hẳn ta. Cái xe mình múa chưa được rồi. Ồ, múa chưa được. Tia nó không có gom lại nổ đam được ta. Có gì khổng lồ này cho bèo vẹt nè. Nếu mà lấy con Kai'Sa cũng được. Nhưng mà thiếu trang bị. Ủa? Nếu mà lấy Kai'Sa nữa này nó đủ đến Kai'Sa 3 rồi đó. Ê chà. Không ra rồi. Tình hình rất chi là tình hình. Đó, mình bỏ đồ trước đi. Mình chuẩn bị cho con beo vẹt nãy giờ luôn mà không ra tới round 5.5 luôn rồi á. Không ra một con luôn. Gì kỳ vậy, tín hiệu từ vũ trụ gì lạ vậy. Đây rồi, đây rồi. Ông này còn bao nhiêu máu? 20 máu à. 20 máu này thì bùm. Cắn. Chưa đi à, chưa đi à. Không ra luôn. Nhỏ vậy ta. Ấy cha. Bài nhà chơi no shot nè. Mạnh đó, mạnh đó, ổng mạnh đó, ổng mạnh đó, nhưng mà sao được, red sai mình lên 3 sao rồi. Lên ra sao rồi, cào khác liền chứ. Đúng rồi. Bành bành bành. Ngon nha, ngon nha. Còn ba nhà hả? Ủa? Ông nội nào, ông nghiêm bùa mình rồi hay sao vậy ta? Nãy giờ mình đâu thấy có ai có con beo vẹt nào đâu. Hả? Ông thần nào ông niêm bùa con béo vẹt tôi rồi. Kỳ vậy. Nói chung là cái game này mình khả năng win cao lắm rồi. Mà chỉ cần có béo vẹt nữa lên 8 hư không cho đẹp đội hình thôi. Ui. Ghen đạo tặc à. Ấy da. Đó, hay chưa. Ừ. Rồi, dứt. Cái xa 3 sao. Ok lê. Đó, nhà ông này có một con cái xa này. Mình dẫn lên được cái xa 3 sao đó.
Thôi thách đấu làm gì, coi à, cái cây xa nổ chưa, nổ chưa, rồi vậy game này mình win chắc rồi. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình đang rất cần con veo vẹt để kích hoạt 80 cho đẹp đội hình, đúng không? Đội hình này phải 80 mới đẹp chứ. Đồ mình chuẩn bị sẵn luôn hết rồi, chỉ việc chờ ra bóc và bỏ vô thôi. Như vậy mà còn không lên nữa. Ôi, bây giờ ông này dắt vàng hết cũng làm cái gì đâu. Vàng ông sao bằng vàng tôi được, vàng tôi là vàng chất lượng mà. Hai sao nó 3 sao vàng cháy. Quá đây, cặp đôi Redside đi chung với cây xe có thêm cái tiếng ngó ổn định từ hư không, mạnh quá. Sự mạnh luôn đó. Nhưng mà tiếc thay là không có veo vẹn. Game này ai chơi, game này ai chơi với tôi. Trời ơi, ông Darius ông bữa cỡ nào cũng vậy à. Bây giờ ông hai con Darius cũng thua. Không đó, trời ơi cũng cái sai nó cao một phát 1k9. Tốc 160 máu. Ó, bèo vẹt kìa. Bèo vẹt nó mang một trang bị, ai lấy làm gì. Đây đây à, ông này cũng phá game rồi. Cũng phá game mình rồi. Chứ con lấy sai một trang bị thì ai đi lấy. Cái con bèo vẹt một trang bị ai đi lấy. Rồi kỳ bạn. Chơi rồi chơi phá game. Không ra rồi. Chơi mà chơi phá game trời. Thiệt luôn á, tôi cần đẹp đội hình thôi chứ win là win chắc rồi. Ủa, nó bị lag gì hả? Hả? Bị lag gì mà bỏ tướng không vô được luôn. Thiệt á. Ông này, ông này. Ông có là cái gì đâu mà. Trời, trời, trời. Thôi bạn, bye bye bạn. Ông kia gặp bóng mình đi luôn rồi. Không phải ha. Ông gặp ông kia. Ông gặp ông kia, ông win, ông còn một máu. Có ông Darius này vãi thiệt. Phá game mình luôn chứ. Rồi thì cũng cảm ơn mọi người nha, đã theo dõi đến hết video này rồi. Thì mọi người có ý kiến hay gì cứ để lại dưới comment giúp mình ha. Mình sẽ đọc hết những cái comment của mọi người để mà theo dõi có gì để mà mình thay đổi lại ha. Ok, nói chung là ván này hơi xui là tại vì không có con bèo vẹt ha. Rồi ông kia ổng gờ gờ luôn rồi. Rồi, cảm ơn. Bye bye.